Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với cửa hàng của Nông Cơ Phúc Luân anh em nha. Thì tiếp tục buổi tối ngày hôm nay, bên em sẽ lên cho anh em cái lô D. Đó, lô D ngày hôm nay thì em sẽ lên cho anh em một ít phụ tùng và một cái số mã máy cưa, máy cắt cỏ để về cho anh em lấy phụ tùng. Thì mong anh em đón xem. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi ủng hộ anh em ha. Em sẽ lên cho anh em một số ha, số máy thì mã nào anh em cảm thấy ưng ý thì anh em liên hệ qua số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng, để mua những cái mặt hàng mà mình còn thiếu anh em ha. Rồi ok, trước tiên thì em sẽ vô chi tiết luôn là cái con mã số 1. Đó. Đây. Con này là con mã số 1 anh em ha. Con mã số 1 này là một con Echo 60S ha. Con này màu xám. Đó, bộ đồ của nó đây. Lam của nó này, anh em thấy không? Phần Latin còn rất là đẹp ha. Lam này nó dài mà cái bảng to lắm anh em. Xài xích lớn luôn, 72 luôn. Con này thì cái di vật nó bị tuột ra rồi. Đó, về tự anh em kiểm tra ha. Tự anh em làm đó. Màu thấy không anh? Xám cam này, con này rửa ra rất là đẹp nhé. Lam thì lam Latin, lam siêu vip nha anh em. Rồi ok, đầu máy này bán cho anh em cả lam xích như vậy luôn ha. Đó, về anh em tự làm. Em bán cho anh em 950k. Đó, con số 1 ha. 950k. Rồi, tiếp theo con số 2. Con số 2 nè. Có một bà Cumulox 6 trên 10 nè. Đó. Con này thì chắc hơi thấy ok rồi anh em. Đầy đủ đồ này, máy móc. Đẹp ha. Con này là con C2 đi. Ha. C2 này bán cho anh em 750 ha. C2 750. Đó. Ok chưa? C2 750k. Đây, tiếp theo. C3. C3 là một cây Makita, con thì thiếu ở bình xăng hả? Con này hơi ngon nha anh em, nòng 40 ly. Thiếu bình xăng con. Thiếu phần bên đây. Đó, hàng này hàng bãi về nha anh em, bộ lam xích này. Tuyệt vời. Chưa? Tuyệt vời luôn. Đó, thiếu bình xăng con nó me đây thôi ha. Rồi con C3 này bán cho anh em 1 triệu ha, 1 triệu về có làm vô nữa, vô cái bình xăng con này nữa ha, là ngon lành nha anh em. Nòng 40 ly nhé, con này cũng tầm khoảng 37-38 cc á. Rồi con C3 nha anh em, con này giá của nó là 1 triệu ha. Rồi tiếp theo nào. Đây. Tiếp theo này, Estin 012 ha. Còn bình xăng con. Đó. Bơm nhớt. Chén bố. Đó. Rồi con này con C4 anh em. Ha. Cục này bán cho anh em 280.000 hên xui nhé. C4 280k. Rồi, qua luôn ha, C4 nha. Tiếp theo nè, C5 này. C5 nè, em thấy là một cái áo gió 028 là thấy ok nè ha. Tiếp theo là một cục lửa nè, lóc. Đó, nó chỉ còn vậy thôi nè, gen thì không thấy nè. Đó. Rồi, 028, đó, lấy tay cầm đấy luôn ha. Con này con C5. C5 này bán cho anh em với mức giá là 200k. Đó, C5 nha anh em, 200k. Tiếp theo nào. Tiếp theo à, có một con C6 đi. Ồ. C6 này là Shinowa 1039S ha. Áo gió đâu còn ha. Rồi. Rồi. Ây da. Rớt cái áo gió ra ngoài luôn rồi. Ồ, bê tông còn quá đẹp nha anh em. Bê tông quá đẹp. Cứng máy ha, mà bê tông còn rất là đẹp luôn.
Rồi, ok. C này C6 ha, bơm nhớt còn, tay cầm lớn còn này, nhìn vô bê tông bên bên này đã thấy còn đẹp rồi đó. Về lấy nòng mấy luôn. Con này con C6 ha, bán cho anh em 650 ha. C6 650k. Tiếp theo qua C7 nè. C7 là một cái cục máy ha, Kawasaki. À không phải, TL20 chứ, xin lỗi anh em nhé. Cục này cục C7 ha. Rồi, nó chỉ còn vỏn vẹn nhiêu đây thôi. Cục này nòng bê tông còn đẹp lắm anh em nha. Rồi, lửa nè. Cục này hơi hơi ngon nha. Đợi, ok. Bô này, đẹp. Rồi, về anh em kiếm đồ, vô đồ là chạy ha. Cục này bán cho anh em 500. Đó, C7 nha anh em. 500 rẻ rè ha, C7 500k. Rồi mình tiếp theo qua C8. C8 ha. Em coi có cái gì hay hay. Đây, C8 nha. C8 này. Có một con Hitachi tay dài ha. Đó, con này bên phần này cũng thấy bổ chén còn, bơm nhớt còn à. Rồi con này giật được ha, giật được. Rồi con C8 này em bán cho anh em nó vậy thôi ha, nó chỉ có vậy thôi đó. Về lấy đồ, C8 này bán cho anh em 550 ha, 550k cho con C8 đó. Rồi tiếp theo chúng ta qua con C9 ha. C9 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 nha anh em. Con này con thiếu đồ quá trời luôn. Tanaka. Tanaka nha, C9. Đó. Bình sơn con nè, còn đó, bên bộ nòng trong nó cũng mới, nó không biết còn hay không, hay không biết. Bố chén còn ha. Bô nè. Rồi. Cục C9 này bán cho anh em 450 ha, cục C9. Rồi, qua tiếp theo. Theo anh này có cái gì bán cái đó nhé, bán cho hết hàng đi, nhập hàng khác về bán tiếp. C10 C10 cục này TD24 ha, cứng máy TD24 nha này. Còn này C10 nè. Còn này bị cứng máy nha, bị sơn con còn nè, bán cho anh em 100k nè. C10 nha anh. C10 100k TD24. Bị sơn lớn thì bị nứt rồi, bỏ đi. Ha. Đó, về anh em lấy chụp giật lóc bị sơn con được các thứ ha. 100k này, C10 này. Tiếp theo này. Cục này cục gì đây? Cục này cục Kawasaki TF24. Cục này cục C11 ha. Rồi, cục này về anh em lấy đồ ha, bán cho anh em 200. Cục này C11 200k này. Cục này cục này C12 TD33, TA33 luôn, nòng được xài chung ha. Cục này giật hơi tốt nha anh em, hơi cực kỳ tốt luôn nha. Đó. Cục này C10 13 ha. Rồi. Bán cho anh em 400 ha, 400 nghìn C13. Rồi, tiếp theo C14. C14 là
TD33. Cục này giật không được anh em, bị cứng máy, không biết cứng gì, bê tông bình xăng này anh em nhìn này. Đẹp. Đó. Rồi. Hôm nay bán cho anh em 300 ha, C13. Đây, cục C14 nè. C14 cục này cũng đẹp nè. Kawasaki nè. Cục này bao hơi nha anh em. Cục này giật được nha, bố lớn. Bố này xài chung với TD được luôn ha. Cục này C10 15 hả? Cục này C15 Kawasaki màu xanh ha. Cục này bán cho anh em 450. Đó. 450 nè. Cục này nè. Rồi. Tiếp theo. C16. C16 nè, cục này Makita. Makita máy đây. 281 hay gì á. Đẹp lắm anh em. Cục này 250 nha, C16. À, cục này cứng máy rồi, C16 bán cho anh em 200. Về anh em làm ha. 200k C16. C17. C17 nè. Cục này Kawasaki TG18 nha anh em. Nó có cái quả bơm gì đây nè. Đó. Đời du lớn nè. Máy giật được nha anh em. Không cứng máy nha. C17. Cục này bán cho anh em 500k ha. Về anh em nghiên cứu làm ha. Con này tum rời luôn nha anh em. 500k. Màu xanh. Ha. Đó. Đẹp nha anh em. Rồi. 500k. Cục này cục C18. Tiếp theo C19. Đây. C19 nè, có cục G2D nha anh em. Cục này không biết bị cứng máy hay gì đấy, không biết. Bố nè. À, cục này không cứng máy nha, nó bị dây giật thôi. Lăn nè. Lăn có hơi luôn nha anh em. Cục này về chạy cũng ngon lắm. Cục này người ta hay đồ thuyền á. Cục C19 em bán 400 ha. 400 ngàn. Tiếp theo cục C20. Cục C20 này, bình xăng lớn còn này. Đó. Bố đẹp nè. Nòng đẹp nha này. Giật được đó. Không bị cứng máy. Rồi cục C20 cuối cùng. Em bán 100 ngàn nha. Rồi. Cuối cùng là cục C20. Đó. Hôm nay em xả hết cái đồ này để ngày mai nhập hàng về tiếp nha anh em. Rồi, anh em nào mua hàng liên hệ qua số điện thoại 034 434 1710. Để mua hàng, số điện thoại em có sử dụng Zalo và Facebook. Đó, anh em nào mua liên hệ với em nhé. Rồi, anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi ủng hộ nha. Rồi, tạm biệt anh em. Xin chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha.